Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách lắp ráp chiếc ghế văn phòng. Rất là đơn giản, bạn nào cũng có thể làm được nha. Chỉ cần bỏ thời gian tầm 3 đến 5 phút xem video này là các bạn có thể tự lắp được rồi nha. Mọi chi tiết bộ phận lắp ráp mình đã để sẵn rồi nè. Giờ là chỉ việc lắp vô thôi. Cùng theo dõi video nha. Let's go.